cho mày từ bây giờ đến 2 hôm nữa mang tiền sang giả tao, xin lỗi vợ tao và nói chuyện với mẹ tao, để cho mẹ tao ấy nhận ra bộ thật, bộ mặt thật của mày. Còn nếu mà không nhá, hoặc là trốn nhá, nó cho mày đi bóc lịch luôn. Em biết rồi, em không trốn đâu ạ. Anh biết nhà em rồi, mà nếu mà em trốn thì em để tiền anh xuống tận nhà em ạ. Ô, con này mày đi đâu ấy? Em đi làm đồng để kiếm tiền cho anh Kiên đây. Ôi, mày em biết đi làm đồng á? Giờ em thay đổi rồi, em phải đi làm để kiếm tiền cho anh Kiên chứ. Đấy, mày cứ chăm chỉ làm việc cái này phải tốt hơn không? Thì giờ em thay đổi, hôm qua em xin lỗi anh Kiên rồi. Giờ em có xa nhà anh Kiên để quấy rối anh Kiên ở đâu. Giờ em phải đi làm đây. Đấy, mày cứ ngoan đi làm kiếm tiền này giả cho Kiên nó sẽ không có làm gì mày đâu mà sợ. Vâng, em biết rồi. Đấy. Đi làm kiếm tiền lo giá kia nhá. Ô, kia rồi. Tớ đi bộ qua đây nhìn gặp con này này. Mày thiết tiền tao đâu? Tao đi làm để kiếm tiền nhà anh đây. Em sẽ mang tiền ra lại cho anh hả? Bảo sao tao vào nhà mày tao đeo thấy mày nhà. Thế bây giờ tiền của tao mày hẹn tao là ngày hôm nay mày giả. Đúng hẹn vào. Anh cho em 1-2 hôm nữa rồi em đang cố đi làm đây ạ. Mày làm cái đéo gì mày? Làm thì mày phải đi làm công ty chứ. Bây giờ mày ra ngoài đồng này làm cái gì? Đi làm cho bố mẹ em phải đi làm đánh ruộng hả? Tao đéo cần biết, mày đừng có mà mõm. Mày đừng có mà giả bờ, giả thảo mai. Bây giờ mày đi làm ấy, thì mày ra ngoài công ty, mày đi làm. Còn mày làm dăm ba cái làm đồng này làm bao giờ mới đủ tiền giả tao? 10 triệu nhá, tao bảo mày là trong 2 ngày mày xoay đủ 10 triệu giả tao, còn đừng để tao phạt Văn Cường ở đâu. Cái mẹ nó chưa gặp tao đâu, nó chưa đến xin lỗi tao đâu. Nhưng mà làm công ty phụ một tháng đã mới trả lương em, rồi em phải đi làm mày xong nhà em bố mẹ em bán ruộng xong của 2 tỷ em mang tiền ra trả anh hả? Gia đình nhà mày bán ruộng hay là gia đình nhà mày làm gì tao đéo biết. Bây giờ tiền của tao là mày tiêu rồi, mày phải có cái trách nhiệm. Còn là chuyện của tao với thằng Cường, tao đéo vừa tao lỗi. Mày có lời nói mày xin lỗi. Ừ, tao chấp nhận, nhưng mà thằng Cường nhà mày chưa có lời nói nào với tao. Bây giờ thằng anh nhà mày, thằng chồng nhà mày phải nói chuyện với tao. Hôm về em sẽ bảo anh Cường sang nói chuyện với anh và mang tiền ra trả anh mà. Anh cho em 1-2 hôm nữa thì em không xét lấy tiền không em mang trả anh ạ. Bây giờ nói nhanh cho mày này, bao giờ mày giải em tao? 1-2 hôm nữa em mang tiền sang trả. Mày đi làm này bao giờ mày đủ tiền mày giải em tao? Chúng ta bảo 1-2 hôm nữa mà mấy hôm rồi? Giờ em đang cố đây ạ, anh cứ đang đi xoay tiền để sang cho lỗi anh kẻ với anh luôn rồi ạ. Này, nếu như mà nó xin lỗi, nó mà biết hối lỗi nhá, nó đã sang nó gặp tao rồi. Mày biết nhá, nó còn lên trên mạng nó chửi tao, nó nói tao, nó thách thức tao. Thế bây giờ ý của vợ chồng nhà mày như thế nào? Thế tao bảo mày là rồi như nào cơ mà. Bây giờ mày là con gái, mày có chồng có con rồi, nhưng tại sao mày đến gia đình nhà tao? Mày lừa gia đình nhà tao, mày nói dối tao là mày chưa có người yêu. Mày bảo với mẹ tao là ấy, mày có tình cảm với tao, để cho mẹ tao tin tưởng mày. Hóa ra là mà chúng mày lừa tiền tao, lừa gia đình nhà tao. Bây giờ trước em mồng 1 thôi ạ, chứ giờ em thay đổi rồi ạ em... Trước mồng 1 hay là bây giờ tao đéo cần biết. Nhưng mà bây giờ ấy, mẹ tao vẫn tin tưởng mày. Một là bây giờ mày giả tiền cho tao luôn, để tao cầm tiền đấy về tao lo cho gia đình tao, lo cho vợ tao đang bầu bì. Mày phải về tận nhà tao luôn để nói chuyện với mẹ tao, để làm sao ấy mẹ tao ấy không tin mày nữa, chứ bây giờ mẹ tao vẫn tin mày hiểu chưa? Mấy đứa em thấy em biết bao nhiêu tiền anh bố em hai hôm nữa em sẽ mang sang trả, chứ giờ em chưa có luôn. Anh Cường anh mới không biết anh chỉ anh thôi, giờ hôm qua em về em nói với anh ấy thì anh cũng biết tối rồi, rồi anh đang cố đi xoay tiền để mang cho anh ạ. Mày nói có thật không hay là mẹ lừa bọn tao đúng không? Rồi em thay đổi đi, không còn như trước nữa đâu. Mấy hôm nay em cũng không xa nhà anh thì em quấy rối anh chị nữa. Rồi em biết lỗi rồi, rồi em sẽ thay đổi ạ. Mày biết lỗi cái đéo gì? Bao nhiêu lần rồi? Hôm trước mày vừa sang, sau hôm sau thằng chồng mày mày live stream mày chửi em tao luôn. Thay đổi cái gì? Mày lươn lẹo không? Mấy mày em đi làm luôn, em chưa nói anh Cường ạ. Giờ anh Cường anh biết rồi ạ. Mày cầm cái sổ mày yêu ơi. Em xuống em làm ruộng, em bỏ thứ ạ, để cho bố mẹ em bán ạ, để lấy tiền trả anh ạ. Anh đồng đội anh bỏ qua cho em ạ. Rồi em cũng thay đổi rồi, em thay đổi em mới đi làm em kiếm tiền để trả anh đây ạ. Rồi anh bỏ qua em sẽ mang tiền sang trả. Bây giờ nó qua thì có này hết. Bác công em sẽ về nhà em nói chuyện thật thôi với bác ạ. Thôi dạo này nó chịu khó làm rồi, nó cũng có phá anh em mình cái đâu. Thôi anh em không sai quấy rối anh chị nữa rồi, nên là anh chị thư cho em 1-2 hôm nữa để em mang tiền sang ạ. Lúc mày hãm hại em tao ấy, mày lấy tiền em tao mới tiêu ấy, mày cũng nghĩ được bên đến bây giờ không? Hả? À, vợ chồng mày cũng nghĩ không? Đấy em chưa biết suy nghĩ, mà giờ em biết suy nghĩ rồi ạ. Tiền của anh em tiêu rồi em sẽ trả lại ạ. Rồi trả lại bây giờ ấy, mày làm này bao giờ làm? Bao giờ mới xong? Này em ra em dọn nốt ruộng để cho tao cho mày 2 hôm hiểu chưa? Vâng ạ. Tao cho mày 2 hôm mang tiền sang giả đình gia đình nhà tao, xin lỗi vợ tao, nói chuyện với mẹ tao là mày ấy lộ mà thật mày ra đi. Rồi em sẽ thực hiện mấy lời anh nói ạ. Mày mà không làm bán ruộng luôn rồi là em sẽ cầm tiền ra trả cho anh sớm ạ. Còn mày cho đúng cái hẹn vào, mày hẹn em tao bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu ngày rồi? Mẹ mày nói phét thì đừng có để tao điên lên, tao xuống tận nhà mày. Không cần mày biết bán ruộng hay không bán ruộng.
em nói phép với anh là em ra đường rồi tâm chết em luôn. Giờ em chừa thật rồi ạ. Em biết thay đổi thôi. Tao bảo mày này, mày ở cái đất này hai vợ chồng nhà mày ấy, mày không sống đàng hoàng vào ấy thì bọn mày đéo để yên, bọn tao cũng đéo để yên cho mày đâu, mày hiểu chưa? Bây giờ mày là con gái, mày phải đi chịu khó đi làm để kiếm tiền vào. Mày đi mày lừa lọc nhà người ta bao nhiêu vụ rồi? Rồi hả? Em biết lỗi rồi, em không đi lừa lọc. Tao hỏi cho mày bao nhiêu vụ rồi? Nhiều rồi ạ, mà rồi em thay đổi rồi ạ, không còn như trước nữa đâu ạ. Lấy đã lừa rất nhiều người rồi, hiểu chưa? Không phải một mình tôi. Mày lừa chắc chắn này, vợ chồng nhà nó âm mưu kế hoạch với nhau lừa rất nhiều người rồi, nó chuyên nghiệp thế này. Đúng rồi, nó lừa nhiều người nó mới kiểu là nó biết kiểu nó lừa đi lừa hết người nọ người kia chứ còn rất là chuyên nghiệp. Mày ấy, nếu mà lên công an nha, mày 3-4 năm hiểu chưa? Còn mày thích lên công an không? À, mày thích không? Nếu như mày đéo trả tiền tao nha, mày cẩn thận cái mồm mày vào, mày cẩn thận cái nhà mày vào. Là mày chắc chắn đi. 3-4 năm đấy, mày ngồi thoải mái luôn đấy. Tha hồ mày bóc lịch đây luôn đấy hiểu chưa? Tao cho mày từ bây giờ đến 2 hôm nữa mang tiền sang giả tao. Xin lỗi vợ tao và nói chuyện với mẹ tao để cho mẹ tao ấy nhận ra bộ thật bộ mặt thật của mày. Còn nếu mà không nhá, hoặc là trốn nhá, nó cho mày đi bóc lịch luôn. Em biết rồi, em không trốn đâu ạ. Anh biết nhà em rồi mà, nếu mà em trốn thì em lại tiền anh cứ xuống tận nhà em ạ. Đừng để tao phải nói, tao phải làm. Đừng để tao phải ấy lên chút cho mày. Tao không muốn ảnh hưởng đến gia đình mày đâu, bởi vì là bố mẹ mày già rồi. Tao đéo muốn cái kiểu mà giống như kiểu là đi đến gia đình nhà mày rồi là tao phải nói về chuyện với bố mẹ của mày. Mày làm được, mày phải chịu được, đừng làm mang bố mẹ mày ra để bố mẹ mày chịu khổ. Đúng rồi, bố mẹ mày có làm gì tội đâu. Bây giờ bọn mày lừa tiền của bọn tao, của Kiên với Thư này, mày phải mang tiền mày giả chứ. Có làm có chịu, bây giờ bọn tao đi xuống đòi bố mẹ mày già không lấy đâu ra tiền. Tao cho mày 2 hôm nhá, liệu mà mang tiền sang, hiểu chưa? Tao nói 1 là 1 là 2 là 2 đấy, tao đéo nói nhiều đâu. Đừng để tao xuống nhà mày, còn thằng Cường ấy bảo với nó là thì nhà không sang nói chuyện tao đàng hoàng thì tao tha đâu. Bạn về luôn đâu? Không, tớ còn đợi thằng Dũng tí nữa ra đón tớ đi cắt tóc mà. Bạn tao à? Ờ, bạn về trước đây. Bạn này về trước đi. Về nhá. Sau nhá. Ờ, tí nữa về sau nhá. Mày lại quá nhân nhượng rồi đấy. Đấy, thôi mày chịu khó mà làm việc đi. Mà kiếm tiền mà giả cho anh Kiên, chứ đừng để cho Kiên nóng là không được đâu. Này, mày nghĩ tao trả tiền cho nó á. Này, nó có mơ, tao không xin lỗi, không giả cho nó đâu, tao chỉ giả tạo thoải mái nó thôi. Cái nghĩ gì tao phải xin lỗi nó á, giả tiền cho nó. Cái mẹ con chó này nhá, thì ra cái này mày giả tạo cái gì. Cái này mày nói một kiểu, bây giờ mày nói một kiểu là như thế nào hả? Chứ giả tạo đấy, chẳng qua nãy tao lấy bụt nó hất vào nhà chúng mày đấy. Nó gặp thằng kia tao phải nói như thế thôi. Chúng mày nghĩ gì tao phải trả tiền chúng mày? Tiền chúng mày đâu ăn tiêu hết rồi, đéo trẻ không mang một đồng nào đâu. Bây giờ tao quay chúng mày ấy cứ kiện thoải mái, tao đéo sợ đâu. Bây giờ tao quay hết video nha, để cho bộ mặt thật của mày cho Kiên biết nha. Mày con khốn nạn này ạ. À, mày cứ quay thoải mái, tao sợ chúng mày chắc ấy. Mày thích quay không? Mày này con chó này, sợ như con chó ấy, mày chạy đây này nha, mày lo mà kiếm tiền đi, giả vào tao đi, mày cứ đứng đấy mà to mồm con chó ạ. À. Cái gì?